chào các bác. Hôm nay các bác sẽ giới thiệu với các bác một cái lò cơm điện điện tử các bác nhé. Công suất 900W và dung tích là 5 lít, hai người ăn trở lên các bác nhé, hai người đến 6 người và hoàn toàn ok. Các bác hãy truy cập fanpage Facebook đồ gia dụng giá gốc các bác nhá, gia dụng giá gốc ấy, em có để video ở có để link fanpage Facebook ở trên video các bác nhá. Một trang chuyên đăng đồ gia dụng các bác nhá, sắp tới là cung cấp cho các bác rất nhiều đồ gia dụng tiện ích nhưng với giá rất ok. Lò cơm điện này 450.000 bao ship cho các bác nhé, toàn quốc, bao ship toàn quốc thì 450.000. Làm hộp cho các bác luôn. Lò cơm điện tử 5 lít 450.000 bao ship. Rồi này em nấu thử rồi các bác nhé. Lít luôn các bác nhá. Tuy nhiên thì là nấu là hai người là đã có thể nấu được rồi. Lò cơm điện tử. Đồng hồ các anh nhá. Và có các chế độ nấu đây. Chế độ nấu nhanh này, cháo này, nướng bánh này. Đây điều chỉnh các chế độ khác. Đây là tắt mở của anh nhá. Đây là chế độ giữ ấm, giữ nhiệt đấy. Bên trong này thì gồm có một cái cốc này, một cái muôi này và một dây nguồn thôi. Sách hướng dẫn sử dụng hết. Các bác quan sát bên trong nhé. Quan sát bên trong này. Giá là 450.000. Bao ship toàn quốc bác nhé. Các bác hãy truy cập fanpage Facebook em có để trên màn hình nhé, các bác truy cập vào đấy để xem những sản phẩm về đồ gia dụng của anh nhé. Các anh sẽ cung cấp cho các bác đồ gia dụng với giá ok nhất, ship hàng toàn quốc. Rồi xin cảm ơn các bác. Lò cơm điện 5 lít 900W giá là 450.000 bao ship toàn quốc. Các bác yên tâm là đồ này dùng còn lâu mới học các bác nhé, là rất rẻ nhưng chất lượng rất ok. Thời sinh viên mà các anh còn nhớ là mua cái lò cơm 3 người ăn mua với giá 123.000 thời sinh viên đấy các bác. Sau này sau dùng đến 5-6 năm là vẫn chưa học, nó mới học cái lò cơm điện Trung Quốc. Các anh đã nấu thử rồi các bác nhá. Hàng về là các anh nấu luôn giữa đêm hôm, giờ các anh mang nấu luôn. Chất lượng rất là ok các bác nhá. Gạo này không phải là đắt đâu, rẻ lắm. Mà nấu rất là ngon. Rất ok. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá. Các anh bán hàng thì bao giờ cũng phải để thử trước đã. Thử không ok không bao giờ bán các bác nhá. Xin chào các bác.